Sáng ngày 20 tháng 6, tại đền thờ lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trơm, trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 158 năm ngày mất lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, 15 tháng 5 năm 1866, 15 tháng 5 2024 âm lịch. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo tỉnh, huyện, chính quyền địa phương cùng người dân đã đến viếng khu lăng mộ niệm hương tưởng nhớ đến lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng và ôn lại những chiến công hiển hách của ông trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nguyễn Ngọc Thăng sinh năm 1798, mất năm 1866. Ông sinh ra và lớn lên tại làng quê Mỹ Thạnh, huyện Tân An xưa, nay là xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trơm. Dưới thời vua Thiệu Trị, ông tham gia quân đội triều đình, được thăng cai đơ. Đến năm 1848, được thăng chức lãnh binh. Đền thờ lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng được Bộ Văn hóa thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 7 tháng 5 1997. Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng là vị tướng đã đi vào sử sách Việt Nam. Ngày nay tên tuổi của ông được gắn liền với tên cầu đường, trường học không chỉ ở quê hương nơi ông sinh ra và lớn lên, mà còn ở nhiều tỉnh thành khác để mọi người luôn nhớ đến công lao mà ông đã đóng góp cho dân tộc. Vào dịp lễ kỷ niệm ngày mất lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng năm nay, trước đó xã Mỹ Thạnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.